Quý vị thân mến, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2022 vào ngày 24 tháng 7, thì chân dung các thủ khoa đã chính thức lộ diện. Trong đó thì tỉnh Bình Phước cũng không ngoại lệ. Và bên cạnh những lời khen, thì việc các thủ khoa lựa chọn trường đại học nào cũng khiến rất là nhiều giới trẻ quan tâm. Để trả lời cho câu hỏi này, thì bàn tròn cà phê hôm nay, Thu Hà mời quý vị cùng gặp gỡ với hai thủ khoa đến từ trường Trung học Phổ thông chuyên Quang Trung. Đó là bạn Lê Hữu Thắng, thủ khoa tốt nghiệp kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2022, và bạn Nguyễn Thị Thu, thủ khoa khối C, đồng thời cũng đạt giải nhì quốc gia môn lịch sử của tỉnh Bình Phước. Xin chào hai em, cảm ơn hai em đã nhận lời tham gia bàn tròn cà phê của BVTV hôm nay. Thì sau khi biết điểm thì các em xét tổ hợp môn nào và được bao nhiêu điểm? Dạ vâng, thưa chị, là đối với em thì sau khi công bố điểm thì em nhận được một số điểm là 36,77 điểm thi tốt nghiệp, 36,77/40, và điểm khối D1 của em là 27 điểm ạ. Còn Thu thì sao? Dạ, em xét khối C, em được 28 điểm ạ. Vậy thì khi mà các em nhận được cái tin thủ khoa là lúc nào, và cái cảm giác lúc đấy của tụi em là gì? Lúc đó là lên nhóm lớp, thầy cô kêu tụi em là báo xem tụi em có đậu trường đại học nào chưa. Thì sau đó thì sau đó một lúc thì tự nhiên cô nhắn là chúc mừng em và một bạn khác thủ khoa khối C. Đó, em kiểu bất ngờ lắm, kiểu đứng hình luôn. Xong rồi em chạy đi báo cho mẹ em, lúc đó em vui lắm. Còn Thắng thì sao? Dạ, em cũng mới biết điểm, em cũng mới biết là em tin là em thủ khoa tốt nghiệp của tỉnh. Xong rồi em kiểu em vui quá, em hét lên luôn. Dạ, xong rồi là em hét lên, xong rồi bố mẹ em tưởng có chuyện gì. Xong rồi là đi lên kiểu có chuyện gì thế, mà là con thủ khoa tốt nghiệp rồi. Xong rồi kiểu cả nhà còn vui ạ. Chị còn được biết nữa, đó là ở bạn Thu là có so với nhiều bạn khác thì mình có một cái hoàn cảnh không được như mọi người, nhưng mà động lực nào và cũng như để cho tụi em có thể cố gắng mà đạt được cái thành tích cao như vậy. Sự cực khổ của ba mẹ em á, hôm nào ba mẹ em cũng thức sớm, khoảng 12 giờ là bố mẹ em thức dậy rồi. Lúc đó kiểu em cũng chưa ngủ, xong rồi em thấy ba mẹ thức, xong rồi đi làm. Em nói chung là em không thấy lúc nào ba mẹ em về trước 5 giờ hết. Đó, em thấy bố mẹ em mệt lắm nhưng mà không bao giờ bố mẹ than cả. Nên là em rất là thương ba mẹ mình. Nên là em nghĩ là em phải cố gắng hết sức để làm cho ba mẹ hãnh diện. Và em muốn tương lai của em sẽ tốt hơn. So với cái mục tiêu ban đầu đặt ra thì các em có muốn thay đổi nguyện vọng chọn trường đại học hay không? Và các em chọn trường nào? Nếu mà kết quả như vậy thì em không thay đổi nguyện vọng ban đầu của em. Và nguyện vọng một của em là vào chuyên ngành truyền thông marketing tích hợp của trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 tại thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả đó thì em nghĩ là em sẽ theo ngành hàng quốc học của trường Đại học Nhân văn. Đó là mục tiêu em đặt ra từ lâu rồi, và bây giờ em vẫn quyết tâm đi theo cái nguyện vọng đó. Với những kết quả đạt được như bây giờ thì bản thân các em có lời nào muốn nhắn gửi đến các em học sinh đang tiếp nối theo mình? Thưa chị, là làm việc gì cũng thế. Nếu mà mình muốn đạt được mục tiêu và kết quả ban đầu của mình thì mình phải có một cái kế hoạch rõ ràng. Từ đó mình phải dùng hết tất cả những cái nghị lực, kiến thức và những cái sự kiên định, kiên trì của mình để mình dốc hết vào đó. Mình quyết tâm mình đạt được mục tiêu. Tiếp theo là trước khi kết thúc thì em muốn thay mặt cho tất cả các bạn học sinh khối 12 trường Trung học Phổ thông chuyên Quang Trung nói riêng và tất cả các bạn học sinh khối 12 trên toàn tỉnh nói chung, xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến thầy cô ban giám hiệu nhà trường và các thầy cô bộ môn đã luôn đồng hành và sát cánh cùng chúng em từ những ngày đầu tiên. Rồi, và chị chúc cho hai em sẽ có một cái chặng đường mới thật nhiều trải nghiệm, thật nhiều bài học và nhiều giá trị, đặc biệt là gặt hái được rất là nhiều thành công như mong muốn và mục tiêu của các em đặt ra.